trên một chiếc xe đi từ cảng, đi từ chùa Vân Sơn Tự đi ra ra cảng Bến Thành của Côn Đảo, nhưng mà dọc bên hai bên đường thì thấy phong cảnh quá là đẹp, nên tôi sẽ quay cho các bạn một clip nhỏ để nói về cảnh đẹp nơi Côn Đảo nha. Ôi, đây là khung cảnh thiệt là hùng vĩ phải không cả nhà? Bên là núi, một bên là biển, và ở bên đây là có rất là nhiều cây hoa anh đào nha các bạn. Khi mà mùa xuân sang khoảng tháng 3, tháng 4 á, các bạn đi ra đây là các bạn thấy hoa anh đào nở rực trời đông, không thua gì Nhật Bản, không thua gì Hàn Quốc. Phát Minh đúng rồi đó, anh Bác Tài nói đúng rồi nè, anh này làm chứng rồi nha. Ôi ôi, biển nó đẹp kia. Là đời nước ao này ao nước ngọt phải không anh ạ? Đúng rồi, ao này ao nước ngọt nè mấy bạn. Bên đây ao nước ngọt, bên đây cũng là nước ngọt luôn, không biết có hai cái mạch lên nước ngầm chứa nước ngọt ở đây. Sát bên cái hồ nước ngọt lại là biển nước mặn.
Dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề gì em? Du lịch là nhiều. Du lịch là nhiều hả? Đánh bắt với là trồng trọt nó chiếm khoảng 30%. Chủ yếu là hậu cần du lịch. Thấy trái cây gì đâu mua mắc hơn nó đất liền quá trời đó. Chuyển ra mà chị, từ trong đất chuyển ra mà. Chỉ có hải sản là ở ngoài này thôi, còn trái cây, rau, củ quả được mà chuyển từ trong kia được hết.